Chuyện hôn nhân của Trấn Thành và Harry vẫn luôn là một trong những đề tài hot khiến cộng đồng mạng không ngừng đào bới soi mói, đặc biệt là những lúc Trấn Thành không đưa vợ Harry cùng đi dự sự kiện hay tham gia show truyền hình, đều luôn bị đồn đoán là hôn nhân rạn nứt, sắp sửa chia tay ly hôn. Và trong livestream hôm 12 tháng 10, Trấn Thành lên tiếng phủ nhận chuyện trục trặc hôn nhân, khẳng định cả hai vẫn đang hạnh phúc. Hãy cũng xem rốt cuộc Trấn Thành đã đính chính thế nào sau loạt tin đồn thất thiệt đó. Dekuma, bộ sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ống kính hậu trường. Khi Trấn Thành xuất hiện một mình ở đám cưới của Diệu Nhi, anh Tú thì nhiều người đã đặt dấu hỏi về cuộc hôn nhân của nam MC và Harry Won. Bởi từ đám cưới Minh Hằng đến hôn lễ Diệu Nhi, Trấn Thành đều đi cùng nhóm bạn nghệ sĩ thân thiết mà không sánh bước bên vợ mình. Ngay sau đó, Trấn Thành đã có liền hai động thái dập tắt tin đồn. Sau khi trở về từ đám cưới của Diệu Nhi và anh Tú, Trấn Thành hào hứng livestream trò chuyện cùng người hâm mộ. Anh tiết lộ đã uống hơn 20 ly rượu vang nên xỉn quắc cần câu, thế nhưng nam danh hài lại cảm thấy vui hết nấc sau một đêm quầy bùng nóc, đám cưới Tú, Nhi thì em mới nhậu đấy chứ, không nhậu không vui. Đám cưới mà, nói chung tới chơi là phải quậy, phải lăn xả xuống hồ, mình khiêng vác người này người nọ, mình xô xuống chứ, để cho nó khô sao được, em đã ướt thì không ai được quyền khô. Câu chuyện đang vui thì một vài cư dân mạng nhắc đến chuyện Trấn Thành và Harry Won đổ vỡ. Lập tức, nam MC lên tiếng bác bỏ và giải thích lý do vợ không đi cùng mình. Harry đâu rồi? Harry đi Hàn Quốc, đi làm việc rồi, đứa đi đám cưới xài tiền thì đứa phải đi kiếm tiền chứ, mà nhiều người ngộ ghê, vợ tôi đi làm, đi kiếm tiền chứ. Vợ tôi đi Hàn Quốc rồi tôi ở đây quay phim, quay xong phải dựng trong phòng dựng, không có hình lên cái là nói vợ chồng xích mích, gây lộn, lạ vậy, cô vợ chồng là phải xà nẹo quấn nhau 180 chục ngày mới là hạnh phúc hả, vụ gì kỳ vậy, phải tách ra đi kiếm tiền chứ, đúng không? Các bạn có yêu người nào mà ngồi ở nhà cả ngày đợi các bạn về không? Tôi là tôi không yêu được người đó rồi đó, vợ con tôi là phải có ích cho xã hội. Phải vận động, đi làm ít nhiều, tiền bao nhiêu cũng được, dĩ nhiên mình sẽ lo hết. Nhưng quan trọng là thấy người phụ nữ của mình cũng phải biết yêu thương bản thân, biết tôn trọng giá trị bản thân, phải đi làm, không lẽ giờ tự nhiên lấy chồng ở nhà hoài. Tôi rất là sợ những người phụ nữ rảnh rỗi là sinh nông nổi, mấy bà rảnh ở nhà, không có chuyện làm, tối ngày hỏi, anh đang ở đâu vậy? Anh đang làm gì? Anh đang đi với ai? Mấy bà đó về nhà chuyên gia bị gây lộn lắm. Người ta trăm công nghìn việc, lo công chuyện muốn bạc đầu rồi mà tối ngày phải trả lời những tin nhắn đó nên người ta mới chán đó. Vợ em là người sống rất văn minh, tự lập, tự chủ. Bên Hàn Quốc dạo này rất nhiều công việc nên vợ em bay đi bay về, em cảm thấy vui vì điều đó. Thấy vợ mình hay ho chai ở nhà xà nẹo hoài, tôi không đang nhìn vợ tôi cái là nói có vấn đề, kỳ. Ông xã Harry Won cũng thẳng thắn nói về nghi vấn Harry Won ghen khi thấy anh bế các mỹ nhân khác quăng xuống hồ, hỏi vợ tôi xem tôi còn thương không, lo cho tôi còn hơn em bé, giỡn hoài, nâng như trứng, hứng như hoa, thấy tôi liệng sam xuống hồ nó nhắn bô, nó cười không ấy chứ đâu có ghen đâu. Nó hiểu chồng nó quá mà, tôi quá đàng hoàng, dễ thương mà, tin tôi đi, còn ai nói tụi tôi có xích mích hay dạn nứt đổ vỡ đâu, đợi đấy, đợi coi chừng nào tôi đổ, tức ha. Anh còn nói thêm, người ta không đang hình với nhau lại kêu xích mích, cãi cọ, lạ ghê, phải tách nhau ra đi làm chứ, tôi không yêu được người cứ ở cạnh nhau cả ngày, ai cũng phải lao động, có ích cho xã hội, làm ít hay nhiều cũng được nhưng người phụ nữ phải biết yêu thương bản thân, tôn trọng giá trị của chính mình. Trấn Thành khẳng định bản thân không thể yêu một cô gái chỉ biết ở nhà đợi chồng kiếm tiền về, anh khẳng định người bạn đời của mình phải có ích cho xã hội, phải biết yêu thương và tôn trọng giá trị bản thân. MC Rap Việt cũng dành những lời có cánh cho Harry Won, vợ tôi là người sống văn minh, tự lập, tự chủ. Ở Hàn dạo này nhiều công việc nên vợ tôi bay đi, bay về để làm, tôi cảm thấy vui vì điều đó. Anh bày tỏ trên sóng livestream, nói về cuộc sống hôn nhân, anh khen ngợi Harry sống văn minh, tự lập, ở Hàn Quốc nhiều công việc nên phải liên tục bay đi bay về. Kết lại, MC Trấn Thành nhấn mạnh, dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn đi mấy vị, bớt lo cho vợ chồng em lại, tụi em còn hạnh phúc lắm. Thậm chí không gây lộn luôn, dù chỉ một câu, cảm ơn anh chị nào nhiệt tình đồn bữa giờ, tụi em ổn ạ.